chào Huy Vũ nhá. Đây, tiếp tục lưới rừng vàng này. Lưới ra ngoài đường kia. Chào 6 anh chị em nhá. Vẫn còn đam mê lắm. Đấy, bắt đầu tươi lưới này. Tiếp tục. Chỗ này thêm được hơn 100 mét vuông nữa. Bộ quá. Cái đấy để xếp xuống móng à chị ơi. Chị Minh ơi. Người và chấm bài để em gần biết chào mọi người đi mọi người ơi. Đấy, tiếp tục. Đây, ui giời ơi, cây đẹp chưa? Ui giời. Vàng cây. Chào các Thanh Trúc nhá. Lại tiếp tục làm thêm dàn đây. Chào 11 anh chị em nhá. Mọi người vào chấm bài em gần biết chào mọi người đi. Nhà em hôm nay bắt đầu đập phá lại làm dàn thêm dàn đó. Lại cơi lưới ra thêm cho rộng để phục vụ anh chị em về có chỗ vui chơi thoáng mát rộng rãi để giao lưu. Đấy, làm thêm dàn nhá, nói là làm, Việt Nam nói là làm. Anh chào Thao Nguyễn nhá. Đấy, bắt đầu hôm nay đập em ơi. Chào 14 anh chị em nhá. Chào 500.000 anh em yêu lan trên toàn quốc nhá. Xin chào mọi người nhá. Bụi lắm, đứng đây hút bụi rồi. Đây cây nhà em đây. Mời mọi người ngắm cây nhá. Lại lưới thêm, cơ lưới thêm dàn. Cho nên là kéo Dũng Bạch Ngọc nhá. Xin chào mọi người nhá. Mọi người vào chấm bài để em chuẩn nhất chào mọi người đi mọi người ơi. Anh Phong làm em. Chào Tiên Nguyễn nhé. Lưới thêm hơn 100 mét nữa em. Đây, bắt đầu từ đây. Cắt đi làm lưới rộng ra. Lưới rộng ra ngoài hơn 100 mét nữa. Để cho nó có một không gian thẳng tuột. Từ ngoài đường to chạy xuống đến bờ sông. Đấy, cây cối chặt rồi. Nhiều cây rồi. Nhiều cây lắm rồi. Bạch tuyết đây. Bạch tuyết mầm gốc đẹp chưa? Đấy, bắt đầu có ánh nắng lên. Cái là bạch tuyết lên mầm bắt đầu phun rồi. Phụt mầm rầm rầm rồi đây này mọi người này. 2-3 sen rồi. Cái ngày ấy là cứ nhú như này là lại có 100 triệu. Cứ nhú như này là 100 triệu. Cứ nhú đầu lên là 100 triệu. Đếm đầu ăn tiền đấy. Đấy, ví dụ như chậu này là khoảng độ tầm 5 đầu là đã có 500 triệu rồi, chưa tính chậu mẹ. Cứ nhú đầu là ăn tiền. Đấy, bạch tuyết. Đây, như đầu này là 6 đầu rồi. Đã có 600. Chào Tài Nguyễn nhá, anh chào Thím Dương nhá. Anh lại làm thêm dàn đấy em. Anh Phong lại cơi lưới dàn này. Đấy, bắt đầu từ đây ra ngoài đường nhé. Đấy anh chị em xem ở trên bài live em chuẩn làm thêm mấy anh Hồng Nguyễn làm thêm dàn xem có còn đam mê nữa hay không nhá. Xin chào Hương Giang nhá. Tiến Ngọc Tiến nhá. Đấy, các bác cứ rút vào bóng cây tùng đi. Còn em thì vẫn làm nhá. Năm mới em lại làm dàn mới để cho nó sôi động, nan nó sôi động lên. Chào 20 anh chị em nhá. Mọi người vào cổ và sẻ cho em Duẩn đi mọi người ơi. Chấm bài cho em Duẩn biết chào mọi người đi. Đấy, năm mới lại làm thêm dàn mới. Đấy, cây cối đây. Đấy, cu cong chưa. Người ta bảo to không no bằng dài, dài không ngại bằng cong. Nhà em có đủ 3 yếu tố nhá. Cu nhà em vừa dài, vừa to, lại vừa cong. Đấy, đủ 3 yếu tố.
bu á. Theo nước bằng tô nhá. Đấy, cu đây. Vừa dài, vừa to, vừa cong, đủ ba yếu tố nhá mọi người nhá. Đây. Bạch thị quyết. Hôm nay phá toang hết vườn. Tối nay lại phải ngủ trên vườn rồi mọi người ạ. Đấy, các bác bảo Lan Huệ nó rẻ nhưng vẫn phải ngủ trên vườn đây này. Giải chăn để ngủ đây này. Đêm qua phải ngủ đây rồi. Đấy, cây cối nhà em bụi hết rồi. Đêm hôm qua phải ngủ trên gian rồi. Đây, một lô bạch tuyết đẹp chưa? Bảo Duy đây, một lô Bảo Duy. Đây lô bạch tuyết. Đấy, vườn chật lắm rồi, trên dưới chật. Phải làm thêm. Không thể nào không cơ lưới ra được. Mình muốn có thu nhập thì mình phải có đầu tư, có sự đầu tư ban đầu, đúng không ạ? Thế cho nên là cứ đầu tư thôi. Rồi dần dần khác sẽ thu được tiền về. Đấy, những em bạch tuyết đấy. Đẹp chưa? Rồi sẽ thu được tiền về. Em vẫn cười lưới thêm dàn đây này. Người em không lấy xạo đâu, em cắt đầu dàn này để mai kia lối lại, lối đầu dàn mà làm thêm 100 mét đó. Mọi người vào chấm bài để em dần biết chào mọi người. Mọi người ơi, không đùa với anh Đại Phong Nguyễn được đâu. Anh Đại Phong Nguyễn tay to lắm, là cứ đầu tư thêm dàn thôi và cây vẫn nhập thêm cây. Nhập vào không bán, không thể nào đùa mấy chàng trai lại được. Một chàng trai dám nghĩ và dám làm. Đấy, làm thêm. Anh em nhà mình cây cối dạo này sao rồi ạ? Đây, mời mọi người. Hao liệt. Cây què la liệt luôn. Một trong những kỳ vọng trong tương lai đấy. Đấy, rất có niềm tin. Anh em vẫn rất có niềm tin về lan nhá, về thị trường lan. Đấy, các bác có thấy không? Đạt vừa rồi ấy, anh em đi trước vài năm, họ có những nguồn giống Bảo Duy không tên, cu Kinh Bắc, Long Khánh. Họ chia sẻ ra thị trường, anh em mình nghĩ ra nhưng không dám làm. Thế nhưng mà đến bây giờ họ vẫn có những cái key họ bán mà mình chỉ có ngồi mình xem thôi. Bực mình lắm, thì buộc phải làm thêm. Chào Phạm Trường Giang nhá. Đấy, key Bảo Duy đẹp không? Đấy, Bảo Duy đấy. Bảo Duy đây. Rất chi là đẹp. Đấy, Bảo Duy đây. Đây, Bảo Duy đây. Bảo Duy trong kia đây. Bảo Duy đây. Đấy, Bảo Duy nữa đây. Mầm gốc lên hết rồi. Thảo chi đây. Mầm gốc xuống tòa tướng này. Chửa rồi, Thảo, cô giáo Thảo chửa rồi. Anh chưa có kỳ cu nào đâu. Năm nay chắc mới có thôi. Cu thì chậu của anh nó cái bé thôi. Đây là cu đây. Chào Tiến Phạm nhá. Đấy, chậu cu đấy. Vừa to, vừa dài, vừa cong. Đấy, cu này. Đây, năm nay chắc được khoảng tầm 3 kg thôi.
đấy, cu đấy. Anh Phong và anh em vẫn làm thêm dàn nhá, vẫn nhập cây nhá. Bảo Vi to à, Bảo Vi bao nhiêu xe ạ? Bác Nguyễn Văn Tiến Bảo Vi bao nhiêu xe? Bác phải hỏi, bây giờ phải hỏi nó theo xe. Bảo Vi thì em có mấy trọng, trọng cũng to đấy. Chéo Tiến Phạm nhá. Đây là Phú Quý này, mọi người nhìn Phú Quý đẹp chưa? Đấy. Bảo Duy vừa rồi em cắt xuống một loạt thân. Một loạt thân đây, Bảo Duy đây mọi người này. Đấy, Bảo Duy đấy. Đây Bảo Duy đây, mới cắt xuống thân đây. Chậu lái. Đây Bảo Duy đây. Đây Bảo Duy này mọi người này. Đó. Anh chào Quế Thái nhá. Đây Bảo Duy này mọi người này. Đấy Bảo Duy ấy. Đây chậu lái Bảo Duy này. Cắt 4 thân xuống này. Đó. Đây người đẹp Bình Dương. 2 chậu. Đấy Bảo Duy đấy. Bảo Duy một dãy này. Khoảng 20 sen thì inbox cho em nhá. Ở trên này em không nói giá đâu. Nói giá cao quá thì sợ các anh chê cười. Còn nói thấp quá thì anh em lại bị mắng. Đây chuẩn bị lại có key chia sẻ cho mọi người rồi đây. Key thiên thân nhá, năm nay nhà em làm key thiên thân. Đây là đây vớ vẩn dính đầu hoa rồi đây. Đấy. các cái chậu lái này bắt đầu anh em mới cắt xuống. Ok em. Em Quế Thái cứ ra đây là được mang về mà. Đây. Bảo Duy to đấy. Chào Nguyễn Quang Huy nhá. Xin chào mọi người nhá. Quế ơi, hôm nào anh Phong làm xong dàn thì tổ chức alo em ra đây chơi nhá. Anh chào Chính Trương nhá. Xin chào em Chính Trương em ra. Anh Phong lại làm cơi thêm dàn nữa em ơi. Vẫn còn đam mê đó. Riêng em ra thì được sự ưu tiên mà. Rồi hôm nào xong dàn thì khoảng độ tầm khoảng tháng 2, tháng 3 là chắc là xong rồi. Vì ở dưới là anh Phong anh ấy, chào bác Nguyễn Đăng Mạnh nhá. Anh Phong anh ấy làm một không gian ở dưới để tiếp khách mới vui chơi. Còn ở trên là dàn an, làm một tầng thôi. Xong là trên mái thì làm dàn, cơi lưới cái dàn cũ này ra. Dán tận đầu đường, treo đầu biển ngoài đầu đường kia. Lại treo biển dàn an đã không lẫn ra đầu vườn. Đấy, Bạch Tuyết rồi Bảo Duy rồi Không Tên rồi Cu rồi Tuyết Đỉnh Hồng. Anh chị em nào tham khảo giá với em Duẩn không cứ là mua của em Duẩn đâu nhá. Em Duẩn cũng không có nhiều cây để mà bán đâu. Tham khảo giá thì cứ inbox hỏi giá cho em Duẩn, giá thị trường bây giờ nhá. Đấy Cu đây. Năm nay chắc nhà vườn mới được khoảng tầm 4 kg thôi, cũng không có nhiều đâu, 3 kg cung thôi, 4 kg thôi. Đấy, còn thân mẹ và hai mầm gốc đang đi. Chào Phạm Văn Bảo nhá. Xin chào mọi người vào chấm bài để em Duẩn chào mọi người đi mọi người ơi. Đấy, em vẫn làm thêm dàn, chứ không phải là anh em dỡ dàn đâu. Vẫn đam mê, vẫn làm thêm dàn để nhân thêm giống, cơi lưới rộng ra để cho nhiều giống. Sau này anh em về vườn mua cái gì cũng có. Đấy. Giống thì đây, mời các bác chuẩn bị được ngắm hoa.
Giống thì vườn em thiên về bạch tuyết nhiều. Bạch tuyết với hồng nhiều lắm. Anh làm thêm giàn, làm cơi ra thêm 100 mét, hơn 100 mét nữa. Từ đây ra kia khoảng tầm 17-18 mét nữa. Đấy, giàn đầu đường kia luôn. Giàn chỗ chỗ máy xúc. Anh xin chào em Quang Béo nhá. Việt Nam nói là làm đúng không ạ? Nói là làm thêm giàn là làm thêm giàn, chứ không phải là nói chơi để đấy đâu. Cơi lưới ra. Cửu Long Cao Phong không có đâu mà mình ơi. Nguyễn Quang Huy ơi. Chào Khổng Xuân, Xuân Tuấn nhá. Làm thêm giàn nhưng mà đứng trên này xóa ở đằng kia nó hất về mụn quá. Nhà mình thì thiên về lan va nhiều. Đa số 100% trong vườn toàn lan va thôi. HO Phú Thọ, Hồng Yên Thủy, Hồng Mỹ Nhân, Hồng Minh Châu, Tuyết Đỉnh Hồng, Hồng Phù Hoa. Đây Hồng Phù Hoa đây mọi người này. Rồi Hồng Á Hậu, Bạch Tuyết. Bạch Tuyết năm nay nhà mình cũng có số lượng cũng là khá, là so với nhà mình là năm nay là đạt. Còn nhiều nhà vườn còn nhiều nữa. Đấy, một lô Bạch Tuyết này mình vẫn giữ lại. Đấy, Hồng Minh Châu đây. Đấy, Hồng Minh Châu ạ. À, có chứ. Vườn mình nhiều như này thì chắc chắn là sẽ có cái để mà bán rồi. Nhưng mà mình nói thật mấy anh em là mình chỉ chia sẻ cho anh em 1 đến 2 ki thôi. Chứ còn chia sẻ theo lô thì mình không chia sẻ đâu. Vì mình chưa có nhiều để chia sẻ. Đấy, ví dụ như những ki Bảo Duy hay là Bạch Tuyết thì có thể là nhà mình chia sẻ 5-7 ki. Chứ còn mua đến 10 ki, 20 ki mình không có, mình không bán đâu. Đấy, Bảo Duy đấy. Còn cu thì năm nay nhà mình mới có ki nhá, mới nhân được ki. Chứ nhà mình chưa có ấy đâu. Vừa rồi có mấy ki nhỏ nhỏ thì chó nó sơi mất rồi. Mấy ki nhỏ nhỏ nhập về thì để ở cạnh vườn kia nó câu mất rồi. Đấy. Bảo Duy, Bảo Duy. Chào Dương Bùi nhá. Xin chào 16 anh chị em nhá. Bạch Tuyết. Cái năm ấy mà cứ mỗi đầu Bạch Tuyết này là 100 triệu đúng không? Cứ mỗi đầu nhú này lên là cộng 100 triệu. Cứ mỗi đầu Bạch Tuyết nhú là cộng thêm 100 triệu. Úi dồi ôi, sao mà đếm tiền năm ấy nó sướng thế nhỉ? Năm nay thì Bạch Tuyết lên 1 triệu một sen là ok rồi. Anh em thị trường là Bạch Tuyết nó đang lên đấy. Bảo Duy bây giờ lên hơn 1 triệu một sen rồi, gì nữa? Đúng không mọi người? Đấy, đây này. Bạch Tuyết đấy. Đấy, Bảo Duy thì bây giờ là những cái size nhỏ vào hơn 1 triệu một sen rồi đấy nhá mọi người nhá. Mọi người anh em nào có cố gắng vào thêm 1-2 ki để cho núc lên khoảng độ tầm 3 triệu hay 4 triệu một sen là anh em mình lại có vốn thu nhập. Lại có cái bán cái Bảo Duy lại vào không tên, hoặc là lại vào thêm Bạch Tuyết. Đúng không ạ? Đấy, Bạch Tuyết đấy. Bằng gốc Bạch Tuyết. Đẹp chưa? Tuyết có nhiều cây làm hoa luôn. Riêng vườn nhà mình mà anh em thích về làm hoa luôn là ok. Đây là những cái chậu này làm hoa, làm lái ok rồi. Còn vườn nhà mình thì các anh em cứ hỏi, vườn nhà mình thì hoa Bạch Tuyết nở rất nhiều nhá. Tất cả các chậu đều nở hết rồi. Còn để anh em mua về để làm hoa chính chủ thì có. Các cái thân nhà em nuôi thế này mà để mà làm hoa thì đậu 100% luôn này. Vì thân nó đanh, nó già rồi. Đấy, về chỉ tác động thêm thuốc là, hoặc là giỏ AB vào là nó cũng ra hoa mà. Đấy, những cái ki như này thì những cái chậu như này là ra hoa 100% luôn. Nếu như tác động, động vào nó. Đó. Những cái chậu Bạch Tuyết như này thì làm cái ra hoa luôn.
anh em cứ yên tâm. Đó. Anh em mua gì thì cứ inbox cho mình nhá. Mà cũng nói xin phép anh em luôn là trân trọng mời anh em, chị em về vườn nhà mình mua và giao lưu. Thứ nhất là anh em được gặp nhau, bỏ đồng tiền ra mất đồng tiền, mua được cây về sở hữu và về có chia sẻ cho mọi người khác để mà nhân giống chia sẻ với mọi người khác là cứ về nhà vườn mình. Còn mình bán hàng bán cây mình không ship, ship cây đâu nhá. Anh chị em cứ nhà mình rất là trân trọng anh chị em về tại vườn nhà mình. Dù to hay nhỏ, dù nhiều tiền hay ít tiền, mình không ship cây. Mình bán tại nhà nhá. Đó. Ki đây mọi người nhìn này, ki đẹp chưa? Đấy, ki lồi lên rồi đấy. Đấy, vớ vẩn năm nay bảo Duy rất nhiều hoa luôn. Năm ngoái đã ra hoa rồi. Chậu mẹ đã ra hoa rồi, bây giờ tách ra để là nhân ki ra mà bây giờ vẫn hoa luôn. Đây này. Chẻ đầu rồi dính hoa rồi. À, bác Hồng Xuân Tuấn ơi, em ở Hưng Yên anh ơi, anh cứ gõ vào vườn Lan Đại Phong Nguyễn hoặc là vườn Lan Văn Duẩn là ra mà. Đấy, chậu tuyết đỉnh hồng này. Bây giờ bác nào cứ mạnh dạn ném vào mặt em 300 triệu là có kỳ tuyết đỉnh hồng cực đẹp cho các bác chơi nhá. Chào Lan Hoa nhá. Bác nào cứ ở trên riêng tuyết đỉnh hồng này ở trên thị trường rất là ít. Cứ mạnh dạn bây giờ em làm thêm giàn này, em cũng bán một số cây đi để có tiền để làm cơi lưới thêm giàn cho nó chắc chắn hơn, nó đẹp hơn cho nó. Anh em về có nhảy lên trên nó không sập thì cứ bác nào cứ ném vào mặt em 300 triệu là em cũng ra cái kỳ tuyết đỉnh hồng này này. Đấy. Hoặc là chậu cu. Chậu cu nhà em đây, bác nào cứ ném vào mặt em khoảng 1.2 tỷ này em ra luôn này. Không ra em làm con các bác luôn. Đấy, chậu cu. Cu nhà em đặt 3 tiêu chuẩn nhá. Thứ nhất là người ta bảo to không no bằng dài, dài không ngạ bằng cong. Nhà em vừa to vừa dài lại vừa cong. Lại về làm được mấy ki luôn. Bác nào cứ ném vào mặt em 1.2 tỷ là tầm này là em ra đấy. Để em lại vào thêm các giống khác, Long Khánh rồi là Kinh Bắc. Đó. Đấy, Việt Nam nói là làm nhá mọi người nhá. Làm thêm giàn là làm thêm giàn. Chứ không phải là nên nai mà nói bố láo bố thiên đâu. Nên nai nói thật luôn á. Còn bố nào tin thì tin, mà bố nào không tin thì cũng mặc kệ. Việc con làm. Con cứ nhân lên. Năm nay cứ bạch tuyết anh em giữ lấy thị trường đạt đến 1 triệu đến chỉ cần 1 triệu thôi. 1 sen HO khoảng độ tầm 200.000 một sen thôi. Phú Thọ khoảng 100.000 một sen, HO 200.000 một sen. Thế là bán anh em bán được HO là những cái nhà vườn nhỏ bán được HO là họ lại mua bạch tuyết đúng không ạ? Làm sao những mặt bông làm sao nó giữ được thị trường? Đấy, những cái kỳ HO như này ví dụ như là cứ bán khoảng 1 triệu với cả 1.5 triệu một kỳ, nó khoảng 35-40 sen thế này là anh em bán khoảng 5-7 kỳ đi là lại có kỳ bạch tuyết để mà chơi. Chào Lam Rừng Anh Quân nhá. Có nhiều thứ bán mà. Nhà mình có nhiều thứ bán á. Đấy. Đây này, hồng nhà em một không gian luôn. Các bác thích kiểu gì em chơi kiểu đấy. Đấy. Đây. Minh Châu Yên Thủy, Mỹ Nhân, Á Hậu, Tuyết Đỉnh Hồng, rồi Hồng Phù Hoa, rồi Kiếm. Chào Nguyễn Xuân Trí nhá. Chào em ra. Anh quên làm sao được các em. Đấy đây. Để la liệt luôn, cây để la liệt luôn. Đấy, chậu lái bạch tuyết. Các chậu bạch tuyết. Đây là Á Hậu. Chậu lái Á Hậu. Đấy.
chậu lá, hai chậu lá là tuyết. Đấy, á hậu, á hậu. Thế cho nên là anh em mà cứ bây giờ cứ ném vào cái chậu cu cho em Duẩn, vào mặt em Duẩn 1 tỷ 2 là em lại lới dàn sang tận bờ sông bên kia. Cứ chậu cu bác nào ném cho em 1 tỷ 2 là em bán. Em lại vào Long Khánh. Đấy, bán HO thì em vào Bạch Tuyết đúng không ạ? Bán Bạch Tuyết thì em vào Bảo Duy, bán Bảo Duy thì vào Không Tên. Mà bán Không Tên thì vào cu. Đúng không ạ? Cu nhà em lại vừa to vừa dài vừa cong, đạt được 3 tiêu chí đây này. Lại làm được ki luôn, năm nay chắc là được 3 ki rồi. Không phải nghĩ là chắc ăn là 3 ki. Ok anh Đại Phong Nguyễn nhá. Đấy, bác nào cứ ném vào mặt em 1 tỏi 2 chậu cu này là em sơn lại hết sàn này thành màu vàng hết. Sống tùng hoái đấy. Nguyễn Quang Huy đúng không ạ? Ném vào mặt em 3 tỷ 1 tỷ 2 chậu cu đấy là em sơn vàng của nhà em này thành màu vàng hết, không để cho nó màu bạch kim thế này nữa đâu. Bây giờ trước năm ngoái là chơi màu bạch kim là màu bạc, năm nay sang năm mới làm thêm dàn mà ném 1 tỷ 2 chậu cu này là em lại chơi một phát là thành màu vàng, hoặc là kỳ tuyết đỉnh hồng. Đấy, bác nào đam mê tuyết đỉnh hồng thì em lại ném vào mặt em 300 triệu là em phịch kỳ này đi. Đấy, em lại vào Long Khánh ngay. Đó. Đây, cô giáo Thảo cho em chửa rồi nhá. Mang bầu song sinh, sinh đôi nhá. Đấy, cô giáo Thảo cho em này. Bụi nát. Đây, cô giáo Thảo mang bầu rồi, chuẩn bị đẻ đến nơi rồi. Tháng 7, tháng 8 này là đẻ rồi. Đấy. Đấy, những cái năm mà em bán triệu tỷ mốt một kỳ Hồng Minh Châu như thế này, các bác bảo như này. Những năm ấy mà có như thế này thì chết đoàn. À. Những cái ngày ý mà có một dãy mà Hồng Minh Châu như này chết đoàn mấy em. Anh chào Tân Khải Nghĩa nhá. Đấy, những cái năm ý mà có dãy Minh Châu như này chết đoàn luôn. Tiền lại đi Dubai chơi ngay. Hôm nay làm thêm dàn em trai ơi. Cười lưỡi thêm. Chào bác Quang Thành Ngô nhá. Xin chào các tình yêu nhá. Đấy, kệ các bố các mẹ nghĩ gì thì nghĩ. Còn anh em con thì cứ mở thêm dàn thôi. Đấy, khi nào mà bán được những ki bạch tuyết 5-70 triệu một ki là lại làm sôi động, lại có những cái sự kiện to tướng. Chào vườn Lan Trang Mỹ nhá. Mầm gốc của em á, mầm gốc của em hôm nọ anh cho xem rồi, mầm gốc nó cũng sưng rõ rồi đấy em. Mầm gốc Ngọc Sơn Cước của em nó cũng sưng rõ rồi mà. Đây để anh xem này. Nói chung là à sưng rồi em. Đây sưng rồi. Em nhìn thấy không? Đấy. Hai mắt luôn nhá. Lần này là anh bê lần cuối cùng thôi nhá, Tân Khởi Nghĩa nhá. Vì là bê lên bê xuống nó ảnh hưởng đến cây đấy em ạ. Bọn anh hay kiêng lắm. Anh chào em Trang Mỹ, Tân Khải Nghĩa nhá. Bê lên bê xuống nó ảnh hưởng đến cây. Đấy là hai mắt sưng to rồi. Nó sưng như thằng này. Chào Tiên Huyền nhá. Bảo Duy cắt khúc thì anh để ở dưới nhà thôi, chứ trên này nó bụi lắm. Hôm nào anh làm xong dàn em về em lấy cây, xong là anh điện em về lấy cây anh em giao lưu luôn nhá.
Đấy bây giờ anh em cứ bán 1,5-2 triệu một kg HO này đúng không ạ? Khi thị trường nó đã ấm dần lên rồi mà các nhà vườn nhỏ người ta chưa có tiền, người ta chưa có nhiều kinh phí nguồn kinh tế thì người ta bán được những chậu HO này thì người ta sẽ khắc mua bạch tuyết. Mà những cái nhà vườn như em này bán nhiều bạch tuyết thì khắc sẽ mua bảo duy đúng không ạ? Mà đã bán bảo duy thì là mua cu rồi mua long khánh rồi mua cái nọ cái chai. Thế cho nên là làm sao mà em vẫn mong sao là thị trường trà bắt Ngô Phi Đức nhá, làm sao mà thị trường của cây Lan Va nó sẽ được đồng đều từ cây Phú Thọ, năm cây trắng Phú Thọ đến HO, rồi đến tất cả các loại hồng, xong đến bảo duy không tên, rồi cu, rồi là bướm đại ngàn, rồi long khánh, vĩnh khang, thì thị trường nó mới zoom được mọi người nhé. Bây giờ anh chị em nhà mình cứ phải xác định đi, đúng không ạ? Cây lan nó về đã về giá trị thực thì nó đã gọi là giá trị thực rồi thì nó phải là đồng đều, chứ không thể nào có một cái cây nào nổi trội được, không bao giờ nổi trội được. Chào 18 anh chị em nhá, không bao giờ nổi trội được, đúng không ạ? Cũng như là một dòng sông ấy, nước nó lên thì bèo to bèo nhỏ nó cùng nổi, mà nước nó đã cạn rồi thì tất cả không cứ là gỗ hay gạch hay đá rồi tất cả bèo nó cũng chìm xuống mà, đúng không ạ? Thế em cũng hy vọng làm sao mà các cái nhà vườn có những cái giống cao giống quý thì cũng muốn chia sẻ bán cây ra, thì những cái nhà vườn nhỏ có những chậu HO Phú Thọ người ta phải bán được thì người ta mới có tiền, người ta mới mua được. Chào Phạm Phúc Văn nhá, người ta phải có tiền người ta mới mua được. Ví dụ như một kỳ HO này người ta bán 5 kg 10 kg được chục triệu, 1-2 triệu một kg đúng không, 2,7-800k một kg, thì người ta bán được khoảng 1-20 kg người ta mua được 1 kg bạch tuyết, không bán được 5-7-10 kg bạch tuyết người ta mới có tiền người ta mua 1 kg bảo duy, đúng không ạ? Ấy thật sự ra là không phải là em nói, nhiều khi các bác cứ đến bản thân em thế thôi, các cái sai tuyết này mà em không bán được ra, đúng không ạ, thì em lấy đâu ra em nhập những cái kỳ bảo duy như này, đúng không ạ? Thế mà không bán được những kỳ bảo duy như này lấy đâu ra nhập được cu, không có tiền đâu. Người ta thường bảo bán cái nọ thì mua cái chai, đúng không ạ? Mỡ nó thì phải dán nó. Chết rồi, bảo duy toàn hoa rồi mọi người ơi, bảo duy nhà em toàn hoa rồi, thấy toàn đầu hoa rồi. Đấy bảo duy, bảo duy dính hoa hết rồi. Đấy á hậu ở trong dãy kỳ nhỏ đầy hoa rồi, kỳ đầy hoa này. Toàn hoa rồi đấy kỳ. Chào Vũ Nguyễn nhá, chào Dũng Bạch Ngọc nhá. Không, em nói theo sức của em thôi, chứ thật sự ra thị trường thì em nói ra cũng nhiều anh em nó ghét, nó bảo mày đéo có tiền mày nói thế. Nhưng mà để mà nhìn cái vườn cây của anh Đại Phong Nguyễn với của em thì cũng thật sự ra đến giờ này thì cũng ít nhà vườn có đó. Em phải khẳng định một câu này, cấm coi phim chụp ảnh nữa mà. Em phải khẳng định một câu đấy các anh ạ. Chào ông Nguyễn Thủy nhá, Bảo Duy giá thì inbox cho anh hỏi xem khoảng bao nhiêu sen em nhá. Bây giờ Bảo Duy thì anh em đang giao dịch là từ 800 đến 1,2 triệu một sen rồi đấy. Ví dụ như Bảo Duy mà khoảng 20-30 sen là 800k, còn cái size nhỏ nhỏ là 1 triệu đến 1,2 triệu rồi. Các cái size như thế này tùy theo từng lực của cây nhé, tùy theo từng lực của cây đấy.
mà nó cứ mập ú như kiểu là các Kỳ Minh Châu này còn đã lên tới 1.2 triệu một sen rồi anh em nhé. Thế cho nên là em Duẩn nói bằng thật luôn, để mà còn gọ gãng cũng như ở cuối các anh em còn đam mê lan đúng không ạ, còn còn em nhắc tên đến anh em rồi đấy, chứ không phải là để mà em câu like hay là em kể lẻ hay thế lọ đấy kia để cho là mua của những idol hay là mua của những ông nọ bà kia để cho hot đâu, không phải đâu. Vì những lúc đấy là em bán được hơn 600 chậu HO đúng không ạ, vườn em bán được hơn 600 chậu HO to nhỏ, bán cho em Trọng rồi bán cho vợ chồng Hưng Hương rồi bán cho anh em ở bên Hà Nam, thì em bán ra em thêm tiền và em đi em nhập Bảo Duy rồi nhập thêm Bạch Tuyết rồi nhập thêm Cu rồi nhập thêm Tuyết Đỉnh Hồng rồi nhập Hồng Phù Hoa theo Trung Kiên nhá, thì em mới có tiền em mới thêm được tiền vào. Chứ còn bây giờ để mà biết là thị trường mai này lan nó sẽ lên rồi, như để mà móc một phát tiền túi ra để mà mua mà cây ở trong nhà không bán được, mình có thể mình mua được nhưng vợ con nó sót, nó sẽ gàn đúng không ạ, mà làm cái gì vợ con nó gàn thì nó mất sướng. Thế cho nên là em nói bằng thật. Thế mà bây giờ những cái kỳ HO này bán chỉ cần 800k 1.500.000 đúng không ạ, một kỳ này có người mua người bán thì bán HO đi mua thêm, có những anh em chưa có đủ lực thì mua Á Hậu, mua Hồng Minh Châu, mua Bạch Tuyết. Thế mà khi mà những người có Bạch Tuyết, có Hồng Á Hậu rồi bán đi chia sẻ cho anh em thì họ lại mua Cu rồi mua Long Khánh rồi mua Vĩnh Khang đúng không ạ. Chứ bây giờ không bán được thì nó cũng khó. Còn thật sự ra bây giờ thị trường này chỉ cần mỗi anh em bỏ ra, mỗi người bỏ ra 5 triệu thôi. Người ít thì bỏ ra 5 triệu, người nhiều bỏ ra 10 triệu, một nhiều nữa bỏ ra 20-30 triệu. Đúng không ạ? Đi mua bán của nhau nó sẽ sôi động. Nó thực sự nó sẽ sôi động ngay. Nhưng mà cũng có cái mặt trái và mặt phải. Chào Adam nhá, cũng có cái mặt trái và mặt phải. Mình mua của người ta về nhưng mà mình không bán được thì mình chỉ mua được 1-2 kg, chứ làm sao mình dám ôm 5-7-10 kg đúng không? Mình phải nói về thực tế. Thế cho nên là em làm cây ra em vẫn chưa bán. Người ta bảo, các bác bảo em ủ mưu hay là em chờ thời thì em không biết, nhưng mà em vẫn làm thêm giả. Anh em vẫn làm thêm giả. Mặc kệ thị trường nó ra sao, vẫn làm thêm dàn. Cây nhà em nhân giống ra, cây nó đã chuẩn rồi em cứ nhân giống ra thật nhiều. Sau này em bán được 100k là em ăn chắc 100k. Còn trong thời gian này cũng rất nhiều anh em lấy cây của người khác đăng lên để bán, trong là lừa để khách hàng cọc bán rẻ đi một chút, hoặc là những cái nguồn cây nó trôi nổi để lợi dụng thị trường trong lúc này bán sai cho anh em, là anh em cũng hết sức cẩn thận nhá. Chào bác Phùng Tiến nhá. Thế là em Duẩn thì cứ anh em nào còn đam mê vẫn giao dịch thị trường thì em Duẩn đến chỗ đấy em Duẩn mua, vẫn thúc đẩy thị trường thì em Duẩn đến chỗ đấy mua. Còn những cái người nào mà bán cây mà đút tiền vào két mà để giả lợ ngân hàng để mua đất để mua xe thì em Duẩn không mua, để gọi là bán được cây để lấy thu tiền về thì em Duẩn lại không mua những chỗ trường hợp đấy đâu nha. Em bán được cây ra em lại mua, bán cao thì em lại đi mua cây cao, mà bán thấp thì em lại đi mua cây thấp, đấy là lẽ đương nhiên. Đúng rồi, Trung Kiên. Thế cho nên là bây giờ anh em mà có bán được HO thì người ta mới mua Bạch Tuyết. Bán được Hồng Yên Thủy thì người ta mới mua được Bảo Duy. Mình cứ nói thẳng với nhau một câu như
đúng không ạ? Anh ơi, cái kia ngọc sơn cước này này, em vừa để em gửi cho khách này, em bảo anh nè. Anh ơi, đại ca ơi, kia này này, kia này khoảng độ tầm 6-7 cm thì đấy, em không đo đâu, nhưng mà áng áng nó khoảng tầm 7 cm. Kia đây này, sau kia của Tân Khởi Nghĩa, ngọc sơn cước gì? Ngọc sơn cước ấy, để em gửi cho khách ấy. Chụp chưa? Chụp rồi, hai mảng gốc đẹp lắm, tối em gửi cho khách đấy. Cho nên là em nói bằng thật luôn, bây giờ bác nào cứ vứt vào em một tỏi hai một chậu cu kia, đúng không ạ? Em bớt lại 400 em làm giàn, còn 800 em lại đi mua cây, em lại vào Long Khánh, vào các dòng khác. Nói sai em làm con của các bác luôn, đúng không ạ? Không bao giờ lừa đó. Mà các bác có giả tỷ mốt 50 em không mà. Bảo Duy thì khoảng 30 sen, 20 sen gì? 17, 20 sen. Đẹp như trong tranh luôn. Đấy. Đẹp luôn. Đấy, Bảo Duy đây. Bắt đầu sụng lá rồi, thân già rồi, làm mầm gốc sưng rồi. Đấy, Bảo Duy đây. Đây. Anh em thích loại nào thì có loại đấy. Khi đẻ lối chưa cắt luôn này, vẫn đang trên thân hoa luôn nhé. Đây này, cho mọi người xem cuống hoa không, lại bảo ông lên lúc đéo nào ông cũng khoe cây nhà ông chuẩn rồi. Hoa đâu đây này. Đấy, cuống hoa luôn. Xin chào Nan Va thủ đô nhá. Đấy, Bảo Duy đây. Cắt hết thân rồi. Cắt thân cái nhú kia luôn này. Một dãy luôn, Bảo Duy. Đấy, Bảo Duy đây. Đấy, Bảo Duy đây. Đây. Thế cho nên là anh em mình thật sự ra không phải động viên anh em đâu. Nhưng bây giờ Bảo Duy những size nhỏ nhỏ nó lên 1 triệu 2 một sen rồi. Còn những size to nó từ 800k, nhưng mà nó phụ thuộc theo sen, theo cây. Và chủ yếu cái cốt lõi nhất nó phải theo nguồn gốc nhá, mọi người nhá. Chứ đừng vì 600k trên một sen hoặc 500k trên một sen mà mua phải cái kỳ ối rồi ôi. Chào bác Phạm Phúc Văn nhá. Tí nữa inbox cho anh. Em lấy kỳ tầm bao nhiêu sen. Đó, còn Bạch Tuyết đây. Nói thật các bác là nhìn thấy những cái kỳ Long Khánh như là Kinh Bắc, đúng không ạ? Em cũng đam mê lắm. Cờ đỏ em cũng thích lắm. Nó chơi lan này nó đi vào, nó ăn vào xương, vào thịt của em rồi. Thế cho nên là nhìn những cái cây đẹp em vẫn thích mua vào lắm. Vẫn thích siêu tầm lắm. Đấy, là nói bằng thật. Thế nhưng mà Bạch Tuyết nhà em, mấy HO ở nhà em mà vẫn giữ trong giàn. Em chưa ra được vậy thì làm sao em dám ôm các cái lô cây khác, đúng không ạ? Mà một số anh em nhà vườn ở trên toàn quốc luôn, chứ không phải riêng Hưng Yên nhà em. Một số anh em vườn, 3-4 anh em chung cũng chỉ có 1-2 kỳ Bảo Duy. Còn các cái dòng khác họ chưa có. Đa số có HO Phú Thọ. Bây giờ họ tâm sự mấy vài chậu Bạch Tuyết, họ muốn bán HO ra để họ vào không tên với Bảo Duy, mà không bán được HO họ không dám mua, không dám nhập thêm cây. Chào Vũ Trọng Khang nhá, không dám nhập thêm cây. Mình phải nói thẳng với nhau một câu. Còn vườn nhà em thì thật sự với các bác là em không bán đâu. Chào Đỗ Hoàng Tùng nhá, vườn nhà em không bán đâu, em vẫn làm thêm giàn đây kìa. Anh em vẫn làm thêm giàn kìa. Còn có những bác đắp chăn, bác ngủ, bác chùm đầu, bác ngủ một năm nay bác mới xuất hiện. Xong bác ấy đăng những cái cây mà nó vượt cái tầm với của anh em. Đây này, Hồng em còn làm, bố nó già hết hoa luôn.
Hồng Minh Châu luôn, trọng em luôn. Đấy. Làm ra hết hoa luôn. Phải lấy em làm ra hết hoa luôn. Em có những cái trọng Minh Châu như này thì các bác biết là em thu được bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Đến nó to như này là em thu được bao nhiêu tiền rồi. Đây này, em cắt khúc ra được bao nhiêu năm nay rồi. Đây. Bao nhiêu thân em làm. Đến bây giờ vườn nhà em Hồng Minh Châu thì có một mớ kỳ đẹp luôn. Năm nay mà rực rỡ hoa Minh Châu luôn. Đúng không ạ? Đó. Cho mọi người nhìn. Thế thì các bố cứ chùm chăn đắp kín. Xong bây giờ các bố ngày xưa thì có nhiều tiền của hơn anh em, đúng không? Đi chợ đi búa có nhiều người theo dõi, đúng không ạ? Nhiều người đi nhiều nhà vườn mua bán, nhiều người biết mình đắp. Thế là thấy thị trường nó đứng đắp chăn ngủ. Ngủ bây giờ các bố cứ đăng lên Long Khánh với cả Đại Cát với Kinh Bắc với cái khỉ khỉ mẹ gì ấy, thì nhà vườn nhỏ đấy đéo đâu ra mà mua tiền mua. Đến bản thân em đéo có tiền. Bản thân em mấy anh Phong đéo có tiền mua. Đéo dám có tiền đéo dám mua. Thế cho nên là bây giờ anh em ở trên thị trường này, Hồng Chậu Mỹ Nhân ra hoa hết. Em cũng em Duẩn cũng không phải kêu gọi thúc giục đâu. Cứ anh em nào đang mua bán ở thị trường Rôm ấy thì anh em mua cây của họ. Đến tìm những cái anh cái em đấy mà mua của họ. Còn những cái thằng nào đắp chăn ngủ mà họ có đăng lên cũng đừng hỏi. Đừng bán đấy, thì bây giờ họ bán là họ thu tiền về đấy. Chúng nó khôn như thế mình còn khôn hơn đấy. Đúng không? Cứ anh em nào còn mua còn bán còn tâm huyết còn live stream còn khoe cây lan rồi đến mua của họ. Chào vườn lan Hiền Trang nhá. To tay nhỏ gì bây giờ chả có ai là tay to, chẳng có gì là tay to cả. Chẳng qua lúc bấy giờ họ có nguồn vốn, họ vay mượn, họ có tài sản thì họ đi buôn bán lan, họ mua vào những cái cây mà nó VIP hơn một tí, đúng không ạ? Cây tầm cao hơn một tí họ buôn bán nó sôi động thì các bác gọi là VIP. Em chẳng bao giờ em mua của các những cái ông VIP đấy cả. Thế xong là thị trường đứng thì bắt đầu đắp chăn, chùm chăn kín ngủ, đúng không? Thế xong bây giờ mấy ngày hôm nay anh em sôi động thì đăng bài lấy cái cớ lọ cớ kia rồi là khoe cây lọ cây kia. Những cái trường hợp đấy tốt nhất không mua. Bây giờ nó lừa mình, nó bán, nó thu tiền về. Tốt nhất là em đéo mua. Mặc vườn của em nói thật với các anh chị thông cảm, mua 1 kỳ 2 kỳ em bán, chứ mua 5, 7, 10 kỳ em cũng đéo bán. Em giữ hết em làm vườn mà. Thế không phải em nên like để em mà bám cây. Các bác vào thấy trang của em. Vừa đang có chú em hỏi mua kỳ ngọc xuân cước. Thì thôi thì nhà em có một chậu lái to. Với cả 4-5 kỳ nó cũng đẹp. Mầm gốc nó lên rồi thì em để giống cho em nó. Em nên em chụp ảnh cho em nó xem ưng ý thì em nó lấy. Có đầy người gạ hỏi mua cây của em ấy, anh Đại Hưng ấy, em bán. Đúng không ạ? Giá cả không cần cao nhưng cứ bán được thì mới mua được. Anh nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ ông mua HO của tôi thì tôi đến tôi mua bạch tuyết của ông. Hay là tôi bán bạch tuyết cho ông thì tôi đến tôi mua HO. Năm ngoái em vẫn còn vườn nhà em vẫn còn đổi bạch tuyết cho anh em lấy HO về mà. Mới đổi bạch tuyết em, anh em đổi bạch tuyết lấy Bảo Duy của em vẫn ok mà. Nhưng mà chủ yếu nó phải là nguồn gốc, nó phải chuẩn xác, nó phải những người tâm huyết, những người thích chơi thật, đúng không ạ? Còn lợi dụng thị trường thì ai chả khôn. Nếu khôn như thế thì em xung quanh em họ bắt hết rồi, còn mỗi mình em. Những cái thằng khôn nó như thế bắt hết rồi, còn nọt lại mỗi mình em. Bụi quá anh ạ. Anh ơi, bụi vào hết búp rồi. Bụi vào hết búp rồi. Vâng, bụi vôi. Tưới phải thật đẫm thì nó mới trôi ra, không đọng lá vôi. Đấy, Bảo Duy nhà em đấy, em vẫn đi nhập đây này.
đấy, anh em vào trang của em Duẩn thì biết, không phải là em tham giàu đúng không ạ. Nói chung là làm ăn thì ai cũng mong lãi, chứ còn mình là mà làm lỗ thì dân thiên hạ nó chửi là mình ngu. Không cứ là thiên hạ mà vợ con nó cũng bảo tham lắm cơ, tham thì thâm đúng không. Nhưng mà làm ăn thì ai mà biết được. Em vẫn đi giao lưu, em vẫn mua theo sức của em. Mua theo sức của mình. Còn những cái ông nào mà đắp chăn ngủ khẽ thì em ít hỏi, em không chơi, em xóa luôn Facebook luôn, em chẳng cần nhiều người theo dõi đâu. Mình chơi bằng cái thực lực của mình chơi bằng cái tâm, cái lương tâm của mình. Không phải em nói thế để em bán cây đâu. Bây giờ các bác cứ hỏi mà giả rẻ em không bán đâu. Thật luôn. Chứ em bán thì em bán hết lâu rồi. Có anh em ở gần gần em là biết. Về tận vườn em gạ mua cây lọ mua cây kia em không bán. Bán hết lâu rồi, bán hết vườn lâu rồi, tháo giàn lâu rồi. Em vẫn làm thêm giàn này. Thôi em đi về thôi. Về đón cháu. Tối em lên. Đấy anh em nói chia sẻ bằng thật. Mà em lời nói thật nó hay xúc phạm vào các bác. Thế cho nên mà mong anh em thông cảm. Thế nhưng mà những cái thằng khôn ấy, thì em đéo xin lỗi chúng nó. Vì lời nói của em nó bằng thật, chứ đéo xúc phạm chúng nó. Đúng không? Xúc phạm đâu. Khôn như thế thì đây Kia HO này các bác. Bây giờ phải có mua có bán. Có anh em cứ nhìn trên thị trường ấy. Anh em nào đang tâm huyết, không phải người ta đi làm giá làm thị trường đâu, người ta đẩy cây lan đâu. Anh em nào tâm huyết, anh em nào vẫn còn sống động chạy đi chạy lại vì cái thu nhập. Thứ nhất là người ta đi mua cây, người ta về người ta bán là người ta vẫn có cái thu nhập, dù nhiều hay dù ít không cần biết, người ta vẫn có lãi. Và những cái người đang giữ thị trường thì anh em cứ ủng hộ những người như thế, đúng không ạ? Cứ ủng hộ những người như thế thì tất nhiên là người ta mua Ki Bảo Duy của mình thì chắc chắn là mình hỏi Ki Bạch Tuyết của người ta, hoặc là mình mua Ki Bảo Duy của người ta, mình đưa Ki Bạch Tuyết người ta vẫn mua mà, như là nó theo giá thị trường thì cứ những người đấy mà chơi. Còn những cái bố nào mà đắp chăn mà ủ hàng năm nay, bây giờ thấy thị trường sôi động không là lấy cái cớ đăng bài nọ đăng bài kia để tiếp cận ở thị trường để bán để thu tiền về, đéo chơi chúng nó, xóa bố chúng nó đi, vì chúng nó khôn hơn mình làm sao mà khôn được, đúng không ạ? Không khôn hơn mình. Đấy, xin chào mọi người nhá, thôi em đi về đây. Từ chỗ vườn anh Phong xuống em khoảng cây số. Thôi em chúc mọi người vui vẻ, anh chị em yêu lan nhiều tài lộc nhá.